Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Thúy Ngân rủ anh nào đó ra biển, Du Phạm comment một câu vô tình lộ luôn chuyện cả hai rủ nhau đi chơi. Sau một chuyến đi biển dài ngày để vừa nghỉ ngơi, vừa tập trung dành cho thời gian ghi hình, thì Giàn Cát đã có hẳn một kho ảnh đẹp để sống ảo dài dài từ đây đến khi tập cuối lên sóng của Running Man Việt Nam 2. Mới đây, Thúy Ngân tiếp tục khiến dân tình nhộn nhịp bàn tán khi chia sẻ hình ảnh tạo dáng bên cạnh chiếc ván lướt sóng siêu to khổng lồ, cắp sườn chỉ vỏn vẹn hai chữ ra khơi. Như dưới phần bình luận, cô nàng để lại comment thả thính ai đó: anh có muốn ngày nào đó mình ra khơi, em sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền. Những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi động thái trên mạng xã hội của nữ diễn viên xinh đẹp hẳn đều biết cô nàng là thánh thả thính với 77-49 cắp sườn ngọt mặn nhạt đều có đủ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏ trắng Du Phạm đã rất nhanh để lại bình luận, song đứng trên bờ, comment của anh chàng khiến dân tình nghĩ cả hai đã rủ nhau ra bãi biển dạo chơi đây mà. Anh chị đừng có vậy hoài, em thích lắm đó, đứng với anh mà anh Jun, ra là đi chơi chung nên mới biết đúng không? Anh Jun nhảy vào comment nhanh thế, trong khi mấy người kia chẳng nói gì, em nghi hai người lắm mà nha. Triệu Hồi Giàn Cát Running Man Việt Nam 2 ra xác nhận xem là hai con người này lén rủ nhau đi hay là đi chung đấy, là một số bình luận bên dưới bài viết mới của Thúy Ngân. Jun Phạm Thúy Ngân đang là một trong những cặp đôi được chèo thuyền nhiều nhất của Running Man Việt Nam 2 chơi là chạy. Jun Phạm từng chia sẻ, trước khi tham gia chung một chương trình truyền hình thực tế, anh và nữ diễn viên sinh năm 1991 đã có những dịp đóng chung một bộ phim nhưng lại chưa thể thân thiết với nhau. Đến khi tham gia Running Man Việt Nam mùa 2, có nhiều cơ hội trò chuyện, tâm sự rồi đi chơi cùng nhau nhiều hơn, cả hai mới dần trở nên thân thiết. Jun Phạm thân thiết với Ninh Dương Ngọc từ rất lâu, trong khi chỉ mới bắt đầu chơi thân với Thúy Ngân từ sau chương trình Running Man Việt Nam mùa 2. Dù vậy, xuyên suốt chương trình, Jun Phạm hiếm khi tỏ ra thiên vị Lan Ngọc hơn Thúy Ngân. Trong tập 13 mới chiếu gần đây, anh còn ra sức bảo vệ cô em chung đội, điều đó khiến người hâm mộ càng chèo thuyền nhiệt tình hơn. Dù không phải cặp đôi chính thống được chương trình lăng xê, nhưng Jun Phạm Thúy Ngân vẫn hot hit không kém cặp đôi non nớt Lan Ngọc và Caric.